đó, và lùi thì cũng bình thường, à, leo qua vẫn bình thường, leo lại nè, quẹo trái quẹo phải, quẹo trái quẹo phải, à, leo qua được hết. À, xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn mẫu sản phẩm mới ha, đó là xe điều khiển địa hình Rock Roller B1800. Thì cái mẫu này là chạy hai cầu trước sau ha, 4WD đó, thì sẽ có bốn bánh chuyển động. Và cái mẫu sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng pin sạc, thì muốn khởi động thì chúng ta sẽ bật công tắc on lên, sau đó chúng ta sẽ bật công tắc của remote điều khiển đó. À, đứng đèn là xe đã được kết nối ha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này á, thì chúng ta có thể đổi chiều tay để điều khiển ha. À, chúng ta có thể sử dụng bên phải hoặc là chúng ta có thể sử dụng cần bên trái ha, dùng để điều khiển xe đó. À, nếu không thích thì chúng ta sẽ điều chỉnh qua bên phải ha. À, còn cái nút trên đây á sẽ là cái nút demo, khi bạn bấm vào thì xe nó sẽ tự demo, tức là tự chạy động theo muốn của mình. À, còn muốn dừng lại thì chúng ta có thể nhấn phím bất kỳ, hoặc là nhấn một trở lại phím này ha, hoặc là bẻ lái hay bóp cò bất kỳ á, thì nó sẽ tự động ngừng lại cái demo. À, nút dưới thì nó không có chức năng ha. Đó, thì xe này bốn cầu bốn bánh nó chuyển động đó, và leo địa hình thì khá là tốt. Thì bây giờ mình sẽ điều khiển leo thử địa hình của mẫu này ha, đó, thậm chí có thể leo lên tường luôn ha, thậm chí nó có thể leo lên tường được luôn đó. Đó, và lùi thì cũng bình thường, à, leo qua vẫn bình thường, leo lại nè, quẹo trái quẹo phải, quẹo trái quẹo phải, à, leo qua được hết. Sùng quá té luôn đó. Đó, điều khiển leo địa hình khá ok, ôi sung quá, bị lật luôn rồi. Đó, lùi nè, tiến nè, à, leo chạy từ từ lên thôi, còn chạy mạnh quá nó sung quá nó sẽ lật luôn. À, trái nè, phải leo lên nè, đó, lùi nè, tiến nè, sung quá dễ bị lật. À, do là mình thử cái địa hình, cái miếng này nó hơi cao hơn một xíu ha, cho nên nó nếu mà chạy tốc độ nhanh thì nó sẽ dễ bị lật. Còn mình có thể bóp cò từ từ ha, mình có thể lùi cái bóp cò từ từ thì nó sẽ lên đó. Đó, khá là ok. Ý, đụng camera. Đó, xe này thì leo địa hình khá là tốt ha. Đi. Rồi, thôi. Ngừng lại đi. Đó, thì cái sản phẩm này thì nó chạy vô cùng thú vị ha. Đó, các bạn có thể mua về nhà để chơi, tạo làm quà tặng cho thú vị cho bé. Và mẫu sản phẩm này nó sẽ có phục nhúng trước sau như thế này, à, giúp nó xe có thể nhúng lên nhúng xuống, cho nên là chạy địa hình khá là tốt, à, gầm nó cao đó. Và cái mẫu sản phẩm này được bán tại website Sơn đó, thì trọn bộ của nó sẽ gồm có một cái xe địa hình như thế này, pin sạc 4V8, một cái dây sạc như thế này, đây đây là dây sạc đó. Xe thì kiểu dáng màu sắc thì khá là bắt mắt ha. Một cái remote điều khiển sóng 24 cho chúng ta không trùng sóng ha. Và cái mẫu này nếu bạn xem sản phẩm á, bạn có thể truy cập vào xa xanh về gõ với mã là B phở 1800, thì nó sẽ ra trọn bộ hình ảnh của sản phẩm này, màu sắc rất là đẹp đó. Và kèm theo video hình ảnh bên dưới ha. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn ở những video tiếp theo. À, mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.